anh sợ mẹ con không còn ngủ. Giờ mấy ngày hôm nay nó ai là người săn sóc cho mẹ con? Dạ, mấy giờ con sợ mẹ con chết. Trời ơi, sao mà con sợ mẹ con chết? Mẹ con bị mất rồi. Giấu từ khi biết kết quả rồi là thằng con nó báo về là kêu giấu nhà trưởng ngồi nó khóc hoài à. Rồi bạn hỏi sao vậy, rồi mấy bạn mới nói là mẹ bệnh mấy vậy bạn đó. Kêu con cố lên, cố với gia đình, cố gắng học hành. Thầy cô cũng có. Con sẽ ước như thế nào? Dạ, con ước là con sẽ bệnh thay mẹ con để cho mẹ lo cho cha con, cho em con. Con không có sợ chết, con có thể thấy mẹ là trụ cột trong nhà. Nếu mà mẹ không còn nữa thì cha con không biết ra sao. Buồn nữa khóc nữa, từ từ có tiền lo cho mẹ. Biết chị bệnh gì không? Không biết, đàn trai nó nhớ. Mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ đừng có bỏ mấy anh em con. Thay tuổi thân, nó không thấy đường mà giờ vợ bệnh vậy, thấy khủng tuổi. Con cảm ơn ba chú đã giúp đỡ gia đình con. Cùng Quý Phút, cùng anh Thế, xin kính chào quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Hiện tại thì mấy ngày hôm nay là mấy anh em mới nhận được một cái thông tin, một cái hoàn cảnh thật sự là đang cầu cứu thảm thiết, trong khi đó là người vợ đang nguy kịch. Thì ở đây là một người chị gái ở khu xóm đây có điện thoại nhờ Phong Nguyễn cùng với những người anh em. Thì xin chào chị nha. Dạ, xin chào Phong Nguyễn, xin chào bà các trong nước ngoài nước. Dạ, bữa nay có anh Minh với chị Tiết cũng là Mạnh Thường Quân bên kênh em á. Dạ, chào anh em. Thì cái hoàn cảnh ở đây là như thế nào vậy chị? Cái hoàn cảnh đây thì cậu đây thì cậu bị mù hai mắt hồi nhỏ, rồi có vợ, rồi vợ mần sống chung một mười mấy năm nay, rồi bây giờ mợ phát bệnh là bị khối u là giai đoạn cuối, là không có còn sức lao động nữa. Hai vợ chồng có con cháu gì? Có ba đứa con mà nó còn nhỏ, nó không có giúp được gì gia đình hết trơn. Dạ, ở đây cô chú này lớn tuổi không chị? Nhiều tuổi là 45, chồng 55. Hồi lớn tuổi vậy mà có lớn, con nhỏ hả? Dạ, bởi vì hồi đó ổng bệnh vậy đó, rồi vợ thì kiếm cũng hơi khó khăn. À, ở đây kêu địa chỉ là mấy thì chị? Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Rồi thôi bây giờ tại vì cái ngoài đây cũng trời hơi nắng á, thì Phong với Quy với anh Thế cũng mời cô chú anh chị cùng tiến thẳng bên trong. Trước nhất thì gửi lời chúc sức khỏe bình an may mắn đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Rồi. Chú qua đi chú. Dạ, chú qua đi. Dạ, chú qua đi. Thôi mình vô trong hả chị ha? Dạ. Ở Điên Minh ha? Dạ, dạ. Dạ. Em chào anh nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ở đây anh tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Anh Võ Hùng Sơn, 54 tuổi. Ừ. Bữa nay nghe bà con báo là cái tình trạng gia đình anh là khó khăn là như thế nào vậy anh? Tôi thì kiếm thị từ nhỏ, vợ tôi thì nó vướng vô căn bệnh ngặt nghèo đó. Dạ. Bác sĩ cho biết là khối u mà nó qua ung thư từng ruột. À, thì hiện tại thì mấy anh em cũng đang giống như là đi xuống phía sau để trò chuyện riêng với ba cha con. Dạ. Tại vì trong gia đình bây giờ là hiện tại cũng đang giấu chỉ đúng không anh? Dạ, dạ, giấu toàn bộ luôn. Dạ, dạ. Thì, dạ. Nè, anh tổng cộng bao nhiêu đứa con được? Ba đứa. Ừ, mấy bé này có được đi học đầy đủ không anh? Đã, nó cũng đi học mà năm nay mẹ nó bệnh vậy đó, rồi nó định nghỉ học mà nó kêu nó chuyện nghỉ học mà nó khóc dữ lắm. Chứ cũng thê tội mà về mẹ nó, tình trạng mẹ nó vậy rồi tôi đâu có lo được đâu. Dạ, yeah, tính ra là anh anh nay là tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Võ Hồng Sơn. Anh Sơn. 54 tuổi rồi. 54 tuổi. Ủa anh 54 tuổi mà sao con anh nhỏ thế vậy? Vì nó một người kiếm thị mà nó có vợ được người vợ ưng thì may mắn lắm rồi. À. Vì tới ba mấy tuổi tôi mới gặp vợ tôi nè. Ừ. Bé trai đây là con gái. Gái thứ ba. Người con lớn của anh là trai gái? Trai. Vợ đâu rồi anh? Nó đi làm đất mướn cho người ta. Ừ, bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó cũng 20 tuổi vậy. Vì nó hoàn cảnh nghèo đó, nó học mới hết lớp 7 rồi nó nghỉ, cái nó đi mặn. Là nó đi mặn luôn tới bây giờ đó, rồi
Hồi trước thì nó mặn công ty, mà từ hồi mẹ nó bệnh rồi nó xin nghỉ, rồi giờ nó không chịu trở lại công ty nữa, để mặn ngoài vậy đó. Khi mẹ nó bệnh nó bất tử, lên cơn đau bất tử nó về được, thì nếu mà vô công ty thì mình phải xin phép của người thế rồi mới nghỉ được. Chị ở nhà phát bệnh bao lâu rồi anh Sơn? Thì nếu mà mới tính đầu tiên mà nó bệnh hơi á, thì chắc cũng gần 2 năm rồi. Mà lúc đó đi lên tới Tâm Đức luôn mà khám không ra bệnh. Thì siêu âm đủ các chỗ rồi xét nghiệm máu rồi khám không ra bệnh. À. Rồi tới mà phát hiện được bệnh đó là cũng gần 5 tháng rồi. 5 tháng này? Dạ. 5 tháng này là chị nằm một chỗ vậy luôn hay dạ, sao? Dạ, nằm chỗ vậy đó. Rồi trước khi hai người gặp nhau là chị là lao động chính hay sao? Hồi lúc gặp vợ tôi thì cũng người ta làm mai, người ta chỉ đó. Rồi lúc đó vợ tôi gái mới lớn, nó mới 20 tuổi à. Tức là khi mà hai vợ chồng gặp nhau á, tức là cuộc sống gia đình khi mà sinh ra những người con của anh á, dạ, là chị là lao động chính luôn hả? Dạ, lao động chính. Rồi khi mà chị phát bệnh như vậy đó, rồi bà con dòng họ có giúp đỡ gì không? Giúp nhiều lắm. Bà chồng xóm này nói chung ra người gia đình nào cũng tới giúp hết trơn, không người nào bỏ hết trơn. Nhờ vậy đó mà tôi có tiền mà để lo tốt cầm cự được tới ngày hôm nay á. Rồi tôi thấy quá trời đúng rồi, bây giờ cũng nhờ các anh để chia sẻ bên cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm á, để cho nó kéo dài sự sống. Chứ bây giờ nếu mà buông gái thì tôi thì tật nguyền mà đâu có lo được cho con đâu, còn con nó còn nhỏ quá, cái tội quá. Nói chuyện mà con anh khóc luôn kìa. Con sao con khóc vậy con gái? Con ngẩng đầu lên này cho chị với chú nghe. Ừ, con phép con ha. Con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi con gái? Dạ con tên Võ Thị Như Ý. Như Ý ha. Như Ý ha. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 15. Ủa, 15 tuổi chút xíu vậy con. Sao nãy giờ mấy chú trò chuyện với ba con, sao con khóc, con nói cho mấy chú nghe được không? Mạnh dạn lên con. Mạnh dạn lên ha. Dạ do con thương mẹ con. Lúc mà cha cả con nè, mấy chú nói cho con nghe nè, con thương á thì cứ mạnh dạn lên. Cái tình cảm của một cái đứa con dành cho người mẹ mà, đúng không con? Không có gì mà phải ngại ngùng hay là nhút nhát hết trơn á. Con cứ mạnh dạn để tay xuống nè. Để tay xuống ha. Ừ. Nhìn thì trong cái phút giây này nè, con đang suy nghĩ điều gì, nói cho cô bác nghe nè. Dạ con sợ mẹ con có cần ngủ. Sao con? Dạ con sợ mẹ con không còn nữa. Sợ mẹ không còn nữa. Giờ mấy ngày hôm nay nó ai là người săn sóc cho mẹ con? Dạ mấy cha con. Mấy cha con? Dạ. Hồi nãy vô là mấy chú là thấy ba con là đi không thấy đường mà bị trúng vô cây cột á, là con có biết không? Dạ con biết. Bình thường ba con có như vậy không? Dạ cũng có. Hằng ngày con ở nhà con có phụ ba không? Dạ có. Con phụ ba làm điều gì? Dạ con phụ ba nấu nước, pha nước cho mẹ tắm. Con giặt đồ rửa chén. Dạ con phụ ba nấu ăn. Chú có nghe nói là con học đến lớp 9 là con nghỉ học đúng không? Dạ. Lúc đó con có buồn lắm không? Dạ cũng buồn. Nhưng mà tại hoàn cảnh mình là vậy nên là mình phải chấp nhận đó. Con có muốn đi học không bé Như? Dạ con cũng muốn. Tức là con cũng rất là muốn đi học nhưng vì hoàn cảnh. Dạ. Con chấp nhận bỏ học. Dạ. Để chăm sóc mẹ. Dạ. Vấn đề ở đây là không phải là con tự muốn học, không phải là con tự bỏ học, mà tại vì dạ, không có tiền để đi học phải không con? Dạ. Rồi con có suy nghĩ là một ngày nào đó con sẽ được đến trường không? Dạ có, con suy nghĩ là quá, nên là con suy nghĩ lớn việc mà con được đi học lại, con được gặp các bạn bè. Nhưng mà trong phút giây này con lo điều gì nhất? Dạ con lo cho mẹ con. Ừ đúng rồi. Tại vì mẹ bé bây giờ đang bệnh không biết như thế nào Huy.
chạy chữa tiền. Rồi bên cạnh đó hôm bữa giờ có thuốc nam của bà Hà Núi, gia đình có nấu cho mẹ uống không con? Dạ có. Ai là người sắc thuốc cho mẹ? Dạ cha. Cha sắc, con có phụ cha không? Dạ có. Rồi nhưng quá. nhưng mà con không có rành nên là con không được phụ, không phụ được nhiều. Khi mà cha con không nhìn thấy đường như này, mỗi lần mà cha con sắc bạc Hà Núi vậy đó, thì con có sợ ba con bị đứt tay không? Dạ có. Bên cạnh đó không à, khi mà thấy người chị mình khóc á, người em trai á, cũng rơi nước mắt theo á. Thôi trò chuyện với người em trai chút xíu nha Phong ha. Thấy thương quá. Sao con? Sao thấy chị thôi trò chuyện mà con cứ ngồi con giữ mắt hoài luôn á. Thì con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con tên Bình. Con tên Bình. Rồi con trò chuyện lớn lên nha, để ông bà cô chú nghe, rồi ông bà cô chú thương nha. Con tên Bình hả? Dạ. Bình có được đi học không? Con không được đi học luôn. Quỳnh nay con bao nhiêu tuổi rồi con trai? 11 tuổi. 11 hả? 11. Sao mà bé xíu vậy? Bé xíu luôn á. Con muốn đi học không? Tức là khi mà con có được học một lớp nào chưa? Xác qua chị nè. Ngồi xác chị nè. Con có được học một lớp nào chưa? Có. Học được lớp mấy con nghỉ? Lớp 5. À, học lớp 5 con nghỉ. Giờ hôm bữa giờ mẹ con bệnh con biết không? Biết. Bà không có nói về kết quả mẹ con bệnh như thế nào không? Không. Nhưng mà con suy nghĩ như thế nào? Con nghĩ sao? Con sợ điều gì nhất nè? Sợ mẹ con chết. Trời ơi, thương chưa? Sao mà con sợ mẹ con chết? Mẹ con bị ung thư. Ung thư? Tội quá coi nha. Con nghe ai nói điều đó? Cha con. Cha con đây. Cha con đây. Mà con biết rồi ung thư là sẽ như thế nào? Chết. Trời, không có đâu con. Bây giờ nhiều vị thuốc nam với nhiều vị thầy tốt lắm. Nên là có thể là cứu mẹ con chứ không có sao, đừng có lo lắng. Cố gắng lên, động viên mẹ nhiều hơn nha con. Dạ. Con nghỉ học cũng vì không có tiền đúng không em con? Ba mẹ khó khăn nên con phải nghỉ. Dạ. Con học giỏi không? Không. Hả? Không. Không học giỏi hả? Có học giỏi không? Nhưng mà con muốn đi học không? Muốn. Ừ. Ở đây không học giỏi, đây là không phải là bé không học giỏi, nhưng mà bé không có điều kiện để học. Tội lắm cả nhà. Rồi con có muốn nói gì với ông bà cô chú đang xem chương trình của các chú đây không? Con có muốn là cô bác giúp cho mẹ con không? Rồi con nói đi. Mạnh mẽ lên con trai. Con ở nhà có phụ ba với mẹ với mấy anh chị được gì không? Không phụ được gì. Rồi sao nữa? Nấu cơm. Gì ba lớn mà con biết nấu cơm hả? Biết. À. Bữa nay ăn cơm gì cho chú xem được không? Đâu? Hôm nay cơm gì? Trời, ủa sao mà lòng không vậy? Đâu đâu là toàn huyết không vậy con? Huyết không huyết hả? Huyết cái chân không vậy? Cho con bà cô chú thấy ha. Để con bà cô chú thương nha con. Không có gì phải ngại hết ha. Thì con có mong muốn gì không con? Dạ, con mong mẹ con mau khỏe. Giờ bữa giờ là anh với mấy đứa nhỏ là cũng giấu mẹ nó ha anh? Anh sẽ giấu ở trên. Giấu từ khi biết kết quả rồi là thằng con nó báo về là kêu giấu mẹ đi vừa trị bệnh, vừa thuốc mà vừa tinh thần nữa. Thế để là mẹ hoang mang rồi mất tinh thần rồi bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Dạ. Rồi khi mà con nó điện về nó cho hay á thì tôi giấu nó thế này cơ mà nó rình nó nghe lén vì tôi đâu có thấy nó theo làm sao nghe nha. Rồi nó ra trường, thằng nhỏ này nó ra trường nó ngồi nó khóc hoài à. Rồi bạn hỏi sao vậy, rồi mấy bạn nó mới nói là mẹ bệnh vậy đó. Rồi về cái mấy bạn của nó về nói với cha mẹ bạn, rồi mà tao mới gặp mà mẹ của Quỳnh đi mà nói gì vậy. Thế nên bạn Quỳnh khóc ở góc trường á, con hỏi
Tôi mẹ hỏi thư cha của bạn Quỳnh coi. Thì người ta vô người ta hỏi thì nó nói thật cho thật. Như vậy thì tôi mới hay là con của nó biết chuyện vậy thôi chứ. Rồi năm nay nó ở lại lớp học, năm nay là ở lại lớp 5. Vô kỳ 2 học cũng được. Không còn cái suy nghĩ được nữa. Bây giờ mới vậy mà nhiều người cũng là nhiều người kêu là nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Tôi nói bây giờ tôi cũng không biết cách nào để nhờ hết. Người nó cháu mình xong nè, nó mới liên hệ được với bên đội tu nguyện của các anh đó. Thì tôi cũng rất mừng, dù được hay không, thành công hay không, được ủng hộ hay không, thì tôi cũng trước cảm ơn các anh và cảm ơn các cộng đồng mạng. Dạ, giờ hôm bữa giờ dạ, anh được. Thấy cái tinh thần mấy đứa nhỏ nó như vậy, giờ anh thấy như thế nào anh Sơn? Buồn lắm, ban đêm đâu có ngủ được đâu, vợ thức chắc nào cũng phải thức theo nó, để đi sợ nó yếu rồi nó té bất tử. Đi ấy con rồi con thì động viên cho con nó có tinh thần, với khi nó sức khỏe nó không có, thằng nhỏ thì nó bị mà viêm đường hô hấp cấp nữa, rồi nếu mà nó bệnh lên nó thì phải đi mà bệnh viện độ thì nó bệnh lên rồi thì cha không có lo được cho con nữa, rồi thì con gắng cố gắng đi, đừng có u sầu nữa. Rồi nghe được cái đội thương nguyện thì nó cũng mừng, rất là mừng, hy vọng là có tiền để chữa, tiếp tục chữa trị bệnh cho mẹ nó để mà kéo dài sự sống, để cho nó tụi nó được 18 tuổi. Rồi bác sĩ nói trong cái lúc mà khám bệnh cho chị á, thì anh là người trực tiếp giống như là biết cái bệnh án á, là bác sĩ nói tiến trình mà chị bệnh ra sao nữa anh? Dạ, bây giờ bác sĩ cũng như là bà chị thứ ba là khi nói luôn cái quá trình của là đi cũng lại làm nhà thương luôn anh, thì kêu xe ôm chở á. Không biết bệnh viện đó mà kêu nó là bệnh viện mới đầu tính lên bệnh viện bóc số 10. Rồi thằng xe ôm nó biết, nó biết nó chở lên ngay trên cái trường đại học chỗ trường toán. Thì lên đó thì cô bác sĩ là mấy siêu âm hoàn toàn là bên ngoài tóc hết, mà chẩn đoán là khối u bên trong đường ruột. Dạ, anh rồi cho em hỏi thêm là em không biết là bệnh tình của chị là bác sĩ trả về hay là mình không có tiền để đi chữa trị? Không có tiền đủ điều kiện để mà đi lên tuyến trên, vì người ta kêu lên tuyến trên. À, là bác sĩ kêu lên tuyến trên nhưng mà không có, nên phải vòng về. Dạ, có gì gia đình mình thì sổ hộ nghèo là có đầy đủ nè, nhưng mà có bảo hiểm đúng không anh? Dạ, có bảo hiểm luôn. Bảo hiểm nghèo là người ta lo hết cho toàn bộ đó, nghèo đó, nhưng mà mình đi cái ngang như vậy á là như là nếu mà anh muốn đi cái bảo hiểm á là phải về xuống cái sách. Dạ. Rồi nó chuyển về Sóc Trăng, rồi Sóc Trăng nó mới chuyển đi thì nó mới tính bảo hiểm mình hoàn toàn. Còn nếu mà mình đi như vậy á là nó tính mình có 50% bảo hiểm thôi. Dạ dạ. Nhưng mà sao anh không chỉ xuống cái sách rồi mình chuyển từ từ lên? Không, bây giờ có xuống với cái sách nằm mà nó không chịu chuyển. À, không chịu chuyển. Nó không chịu chuyển. Rồi chuyển thẳng lên tiếng trên thì ok, thì chuyển được. Dạ. Còn đó bởi vì mình đi như vậy đó rồi không có ấy thì cũng được. Rồi cái khi mà xét nghiệm ra rồi bà chị thứ ba báo về thì nó kêu nó là chị bình tĩnh đi, đừng có ấy gì hết trơn, đừng có cho vợ tôi biết, phong tỏa tin tức luôn. Thì thằng con nó đang mặn cho người ta là nó chạy lên tới là nó bốc ba pha trung ương, là đi cũng nhờ anh em người ta hướng dẫn là nó kêu đi tới đó đi rồi đưa vô cấp cứu, rồi là nó tính thanh nó bảo hiểm mình được 50%, còn nếu đi tắt ngang như vậy là người ta không có thanh. À, đưa vô bảo hiểm thì thanh được 50%, rồi thì cũng không có tiền trong mình nữa. Rồi thằng cháu nó mới điện nó kêu mà thằng con á chạy qua này lấy tiền nó đưa 10 triệu, nó đưa cho mượn trước vậy đó. Rồi nếu rồi hết bệnh rồi về mặn trừ lại cho nó, bị thằng con đang mặn cho nó. À, là con lớn của anh là làm để trừ nợ từ từ. Dạ. Rồi cái mà lên đấy rồi cái như mà nằm một tầng bác sĩ kêu mổ. Nhưng ông bác sĩ kia thì ổng khuyên nó đây bây giờ mình điều trị thuốc thôi, chứ đừng có mổ. Từ từ đó, để bây giờ chuyển lên tuyến trên đó, chứ cái đây là không có an toàn. À, vậy bây giờ anh Sơn suy nghĩ độ là khoảng bao nhiêu tiền mình mới đi bệnh viện được? Thì tôi có hỏi người ta nói bệnh viện đi lên trên đó là có là ông già của con nhỏ nó đi, ông già con đi á nằm ngày 15 triệu. Trời ơi, không có đâu, đâu mà giữ vậy, đâu mà giữ thằng vậy. Ừ, nằm ngày 15 triệu, tôi nói không có đường nào mà nằm 15 triệu hết trơn á. Bây giờ nếu mà mổ 50-70 triệu á là tôi chịu, tôi đồng ý.
chứ còn nếu mà nằm kiểu đó thì thôi tôi như vậy đây mà kêu sao tôi lo được. Chứ nếu mà theo em biết nha, dạ, nếu mà một cái liệu trình để mà xạ trị á mất tầm khoảng vài chục thôi à, dạ, năm sáu chục, bảy tám chục làm hết rồi. Dạ. Thì họ không gài chở nó chỉ đâu 1 ngày 15 triệu thì không, cái là cái thành phố quá. Nào ở trên quê đó mà là nó nằm ông già nó ông già nằm một tầng là về là ông già nó cũng chịu không được. Nhưng mà bác sĩ ở đây là khẳng định là chị bị ung thư chưa hay là mới bắt đầu là di chứng? Mới di chứng rồi, chứng còn cứu được chứ không? Di chứng thôi. Mới di chứng sang ung thư là còn cứu được, là giai đoạn 1 á, giai đoạn đầu á, có thể bởi vì cái khối u á thì bác sĩ cho biết là cái khối u giai đoạn 3 nhưng mà di chứng là nó qua ung thư. Nếu mình không điều trị kịp. Nếu là có tiền là sẽ điều trị được đó không? Dạ. À, thì nằm về nằm nhà tới giờ là gần 5 tháng, 24 tháng 5 tới này. Giờ bữa giờ uống thuốc nam thôi ha, sao anh? Uống thuốc nam rồi tôi cũng như con nó mà dễ đem về tiền về cái đi mua thuốc tây, uống thuốc giảm đau với thuốc lấy cái toa của bác sĩ đó. Đưa về đó rồi chạy ra ngoài tiệm thuốc tây này mua về uống phụ thêm chứ. Uống thuốc nam không chịu không nổi. Chứ cái này là phải tại vì cũng 5 tháng rồi, bắt buộc là phải đi khám lại xem như thế nào để bác sĩ có tư cách tính toán để hợp lý để trị bệnh. Chứ bây giờ mình ở nhà bây giờ đâu có biết cái bệnh nó đã tới mức độ nào rồi. Thì thấy nó sức khỏe nó càng ngày càng yếu rồi tôi nói. Mới nói là thuốc thì uống vô thuốc tây, thuốc nam thì từ từ dài uống có thể là cả năm trời. Chứ đâu phải là uống hết 1-2 tháng rồi việc thuốc ở đây mình chỉ cắt giảm đau thôi. Rồi là mấy đứa nhỏ ở đây là anh dự định là cho mấy đứa nó nghỉ học luôn hay sao? Thì bây giờ hết khả năng rồi chứ. Có ông chủ tịch xã, ông làm hồ sơ giấy tờ chuyển cho nó về trường của cao đẳng nghề tỉnh Sóc Trăng đó. Thì ông làm hoàn tất hồ sơ rồi đó, thì ông chuyển về dưới rồi đó. Nhưng mà tới chừng mình cái điều kiện học của mình có hay không đó, thì cũng chưa biết được nữa. Cái hồ sơ của nó là nó chuyển về Sóc Trăng, bây giờ đi học ông nói là 3 năm phổ thông bên ngoài thì anh lo không có nổi đâu, giờ chuyển về cho trường cao đẳng nghề. Trường cao đẳng nghề thì học là không có tốn tiền, gia đình của anh là bé nó học không có tốn tiền, nhưng mà không có tốn tiền học thôi chứ còn tiền là ăn uống chi phí nữa rồi phương tiện đi lại nữa. Bị đây về tới Sóc Trăng là nó 36 cây lận, ở phường 7 tỉnh Sóc Trăng nó tới 36 cây lận. Rồi hiện tại bây giờ là gia đình là cũng không có biết mà kiếm thu nhập đâu để mà những cái bữa ăn rồi những cái ngày mà uống thuốc của chị đúng không anh? Dạ. Ngoài khi mà chị về đây á, là trong vòng 5 tháng này á, là chị có thường xuyên còn uống thuốc tây không hay là chị uống thuốc nam? Còn uống thuốc tây mỗi ngày luôn, ngày có ngày có khi ngày uống 3 cử luôn, 4 cử luôn, nó chị mới nổi ban đêm luôn. Một cái liều thuốc như là khoảng bao nhiêu tiền? Cái liều thuốc á, thì tôi mua thuốc là trung bình là tôi uống một lần vậy là nếu mà không có cộng cái giảm đau mình mua riêng á là khoảng 35-36 ngàn. Còn nếu một viên giảm đau như vậy đó là mua ở Trung Sơn là 14 ngàn một viên. À, nói chung là không phải là số tiền lớn nhưng mà đối với ở dưới quê á. Tại vì là không có luôn. Không có luôn. Không có, có khi không có tiền, có bữa đó hết không có tiền 3 ngày rồi tôi mới kêu con tôi đi dẫn tôi đi lên trên giường á mò áo. Bây giờ bán được 40 mấy ngàn là chạy đi mua được liều thuốc luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, rồi lỡ có chuyện gì rồi sao? Thì cũng phải gắng chịu chứ làm sao. Trời giờ bây giờ túng cùng rồi, không còn tiền nữa mà cơn đau vợ lên đau quá dữ thì chịu không nổi. Vì tôi nói như thế này, vì nếu mà xét người, nếu mà người khác người ta suy nghĩ thì người ta không có ưng tôi đâu. Người ta chọn một người mà khỏe mạnh chứ ai cho một người chồng mà tật nguyền như tôi đâu. Mà vợ tôi nó không ngại điều đó, nó thương tôi rồi. Cái duyên vợ chồng kiếp này thôi chứ đâu có kiếp sau, dù cả nào tôi cũng mới gắng chịu đựng. Em hỏi thiệt anh Sơn nha. Dạ. Trong túi anh hiện tại bây giờ anh còn bao nhiêu tiền? Dạ. Chắc 10 mấy ngàn ha anh. Trời ơi. Là 10 mấy ngàn là mấy đứa cháu nó mới cho. Anh biết anh cảm nhận thì cũng biết là tiền của anh không? Không. Bởi vì nếu mà ấy rồi kêu con á nó ấy nhưng mà cái tiền kia á tiền như tụi mình đo là về là mình biết nè. Dạ. Giấy 50 với 20 tôi đo á là tôi biết. Anh biết hiện đại gia đang cầm tờ nào anh biết không? Không, ba cái giấy này thì không biết.
vì là giấy dụng dụng này là không biết, cái như là giấy mà ông mẹ là cái giấy 10.000 giấy đồ đó tôi cầm tôi biết. Em mượn nha. Dạ. Như ý con thử đếm thôi. Thử ba con hiện tại giờ còn bao nhiêu tiền như ý. Thế anh Sơn có từ lúc mà anh lập gia đình tới nay á, có con cái thì anh có hình dung được cái gương mặt của người vợ với những đứa con không? Dạ, không. Thì tôi cái hình dung trong tưởng tượng mình đó là hoàn mỹ của mình thôi chứ không có còn nghĩ cái gì đến gì hết trơn. Bởi vì nếu mà nếu không không có hoàn mỹ, không có có ai thì nó chắc nó cũng không hơn mình đâu. Mà em dùng, cũng tiết lộ anh một điều thế này nè, những người con của anh rất là dễ thương. Dạ. Đặc biệt là ngoan. Dạ. Thật sự là như vậy luôn đó, không phải là riêng dạ. Mình em nói thế bé nó khóc nè, bé gái. Thì cho mấy chú hỏi là trong cái lúc mà con đi học trong trường á, có ai chế nhiễu rồi con có một người cha bị không thấy đường không? Dạ không. Mấy bạn rất là thông cảm cho con. Mấy bạn nói con như thế nào? Mấy bạn bên con, mấy bạn kêu con cố lên, cố về gia đình, cố gắng học hành. Thầy cô cũng có động viên con. Rồi những cái lúc mà ba con nấu đồ ăn thức uống này, với mà đi làm lặt vặt với đi mò ốc á mà bị té như vậy đó, con thấy con có nói với ba không? Dạ có. Con nói ba làm sao? Con nói ba là sao ba không ở nhà đi, sao ba đi ba không ở nhà coi mẹ để con làm giùm cho. Rồi lúc đó là ba con nói sao? Anh nói sao anh? Lúc đó anh nói sao? Kêu con còn nhỏ rồi thì con còn hết năm nay rồi, hết lớp 9 rồi, thôi con ghé học đi, học hết lớp 9 thì mình nghỉ cũng được, có cái bằng tốt nghiệp rồi thì nó nghỉ. Thì nó cũng đồng ý dạ, mà đều khóc lén hoài à. Nhưng mà con đã hết lớp 9 chưa? Dạ con hết rồi. Mới hết lớp 9 năm nay. Mà con thấy ba đi đứng đầu bị té thì con cũng lo lắng, nhưng mà con đâu có biết rằng người lớn là người tạo cho tụi con rồi lo cuộc sống thì chắc chắn là đâu thể nào mà nằm yên được, đúng không con? Dạ. Phải lo kiếm tiền rồi lo từng bữa cơm nữa và từng cái áo quần của tụi con đi học nữa, đúng không? Chứ mà ai mà không muốn ở không đâu, đúng không con? Nhưng mà đã trong cái lúc mẹ con bệnh á, muốn là ở bên cạnh mẹ để lo lắng cho mẹ con, nhưng mà đâu có thể nào được đâu. Nằm hết ở nhà thì tiền đâu lo cho mẹ. Thì lúc đó ba nói vậy con suy nghĩ làm sao? Dạ, lúc đó là ở bên trong lỗng con không có suy nghĩ được gì á. Giống như là trong gia đình bế tắc quá, hết còn cơ hội nào để cứu vãn được, đúng không con? Thì có khi nào mà tối con nằm con suy nghĩ có cái điều gì đó mà mình để giúp cho ba mẹ một phần gánh nặng không? Dạ có. Con suy nghĩ như thế nào? Con suy nghĩ là nếu mà con không học á thì con sẽ đủ tiền lo cho mẹ, cho cha mẹ con. Con định làm gì? Dạ con định đi làm dâu dừa, xin dâu dừa làm vú sữa mặn đủ. Trời ơi, tức là đi làm thuê cho người ta đi kiếm tiền. Dạ. Để lo lắng cho mẹ. Dạ. Nhưng mà con nhỏ xíu vậy con làm nổi không? Dạ nổi. Con đã làm lần nào chưa? Dạ rồi, dạ con làm năm con 14 tuổi. Bây giờ ở mặt của bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đâu có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Mà ấy vú sữa vậy đó là người ta trả con bao nhiêu tiền? Dạ có chút đỉnh, tại do sức con không ở nghèo với lại con còn nhỏ. À thì bây giờ mấy chú hỏi con một điều nữa ha. Thì nếu như mà có một cái điều ước á, thì con sẽ ước như thế nào? Dạ, con ước là con sẽ bệnh thay mẹ con để cho mẹ lo cho cha con, cho em con. Sao con nói được điều như vậy hả? Sao mà con suy nghĩ là con muốn thế mẹ con bệnh hả? Dạ. Là sao con nói giỏi cho mấy chú nghe được không? Dạ, con không có sợ chết, con có thể thấy mẹ là trụ cột trong nhà. Nếu mà mẹ không còn nữa thì cha con không biết ra sao. Trời ơi, bé nói mà thấy thương quá. Nói câu này mà mình không biết mà phải như thế nào luôn.
sao con còn nhỏ mà con suy nghĩ còn có thể là hơn hơn cô chú với mà mấy chú ở đây luôn á. Dạ do sao nè? Dạ do con cũng hiểu chị, với lại con thương mẹ lắm không? Dạ con cũng thương mẹ, thương ba, với thương mấy đứa em. Nhưng mà mấy chú nói cho con nghe nè, nếu mà trường hợp mà con bệnh đi thì chắc chắn là ba con với mẹ con và gia đình cũng đâu có ai mà chấp nhận được điều đó. Chắc chắn ba mẹ cũng sẽ đánh đổi cái mạng sống để cứu lấy con hiểu không? Thì cái tình cảm nhưng mà cái lời nói của con là một cái đứa trẻ chắc còn nhỏ muốn đi làm giúp gia đình, thì bên cạnh đó là muốn san sẻ luôn cả cái sức khỏe của mình, là muốn lấy cái tính mạng của mình để cứu lấy tính mạng của mẹ. Thì cái đó là cô bác là trân trọng con và ba con là cũng nghe được á. Thì anh nghe thấy con anh nói vậy anh thấy sao anh Sơn? Tôi rất đau lòng, con tôi vẫn hiểu được như vậy. Bây giờ anh biết là con anh đang ngồi ở bên đâu anh không? Biết. Anh ôm bé một cái đi, anh nói gì đó cho bé nó yên tâm đi anh. Con đừng buồn, đừng khóc nữa, từ từ có tiền lo cho mẹ. Anh nói cho nó đừng suy nghĩ là dại dột quá và mất công rồi ảnh hưởng gia đình rồi sức khỏe nữa. Nói đi anh. Con đừng có ấy, đừng có suy nghĩ lung tung vậy. Nó không có tốt đâu, rồi mẹ con biết kiểu mẹ con xúc động rồi đau lòng rồi bệnh càng nặng luôn thêm, để cho mẹ yên tâm. Con còn nhỏ, tương lai con còn dài á, tương lai còn dài, đường đời con còn dài lắm. Con còn sức khỏe sau này con còn điều kiện ha, đi làm để nuôi bố mẹ, chứ đừng cứ suy nghĩ cục bộ như vậy. Những lời nói của con á, khi mà nói ra á, thực sự á, rất là khó hiểu. Nhưng mà khi nói ra điều đó thì bố mẹ con nghe, bố mẹ con đau lòng lắm. Hai con ha? Dạ. Mạnh mẽ lên nha con. Dạ. Rồi, em chào chị nha. Bữa nay em là Phong cùng với Quy với anh Thế á, cũng gần ngay khu vực Sóc Trăng á. Dạ. Có nghe tình trạng sức khỏe gia đình á, là chị dạ. Bữa nay là chị sức khỏe sao rồi? Bữa nay cũng bớt rồi. Cũng đỡ ha. Dạ. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Ừ. 45 tuổi này. Rồi, thấy bữa nay chị uống thuốc uống bạc Hà Núi hả chị? Dạ, uống bạc Hà Núi. À, chị chùm mền là lạnh hay là sao? Nó lạnh á. Lạnh à. Nó lạnh nào thấy nó nóng. Sáng chị uống thuốc gì chưa? Uống rồi. Uống thuốc Nam hay thuốc Tây chị? Thuốc Nam, rồi thuốc Tây luôn. Ở trong người chị hiện tại thấy như thế nào? Nó đau cái bụng á. Đau cái bụng. Cái bụng đau hả? Dạ. Nó đau dữ không chị hay chị nhói nhói thôi? Nó đau dữ lắm, miễn có thuốc tây với mấy bạc gà vô uống thì nó đỡ. Còn mấy thì nó đau dữ lắm, chị không nổi luôn, không ăn uống gì luôn á. Cứ mỗi lần uống thuốc thì nó cầm cự được bao lâu chị? Chưa cái uống thêm lần nữa gì đó. Cái chiều đi ngủ cái uống thêm nữa, là ngày ba cự uống đó. Một ngày ba cự uống? Dạ. Mấy đứa nhỏ bình thường nó bên cạnh chị hay là có làm gì không? Nó cũng vòng vòng với chị vậy nè. Em nghe anh tâm sự cũng như mấy đứa nhỏ tâm sự với em với Phong á, cũng như anh Thế đây nè. Khi mà chị còn mạnh khỏe cách đây khoảng 5 tháng á, chị là người lao động chính của gia đình đúng không? Dạ. Trước đó là chị làm công việc gì để chăm sóc gia đình? Đi rửa lê rồi vậy đó. Người ta muốn rửa lê á. Đi rửa lê. Tức là đi làm công. Dạ. Để lo cho cuộc sống gia đình. Dạ. Trời đất ơi. Rồi khi nào mà chị mới phát hiện chị bị bệnh như vậy? Rồi qua Tết mới phát hiện nó nặng á. Mà cái đi bệnh viện luôn. Thương quá. Hồi nãy giờ em tâm sự. Lúc nó bệnh nó ít thì chích thuốc thì nó giảm hết. Cái bắt đầu mặn tới chiều, về tối chiều cái đi chích nữa, sáng cái mặn nữa vậy đó. Vậy là trong cái lúc mà chị bệnh là chị vẫn chích thuốc rồi cũng vẫn đi làm. Dạ. Thì lúc trước mà chị cơ duyên sao mà chị quen ảnh, thì ảnh không thấy đường mà chị vẫn thương yêu ảnh ha? Dạ, tại vì em đang làm mai á. Làm mai. Hồi thấy tội nghiệp. Chị thấy tội nghiệp. Dạ. Giờ hôm bữa giờ là chị nằm ở đây là ảnh săn sóc rồi lo lắng rồi lo... kiếm thêm đồng tiền bắt từng con ốc vậy đó, là chị suy nghĩ như thế nào? Thấy tội nghiệp. Chị biết sao hai đứa con chị ngồi ở đây khóc không?
biết. Biết sao chị? Mẹ bệnh không lo được cho con đi học. Chị biết chị bệnh gì không? Không biết, đằng trai nó giấu, màu ấy nó đừng giấu. Chị bệnh nói chung là cũng bị dài dài, sơ sơ. Tại vì nói chung là tụi em xuống đây là trước nhất là thấy chồng của chị bị khiếm thị từ lúc nhỏ. Và bên cạnh là hai đứa trẻ nhỏ ở đây nó cũng cần có những đồng tiền đi học. Thì thấy chị bệnh á, giờ sẵn em chia sẻ cho ông bà cô bác thương nhiều hơn. Chứ căn bệnh này á, thì nếu mà có thuốc uống đầy đủ thì chắc chắn là sẽ hết. Chị yên tâm ha. Hai đứa con sát lại bên mẹ nè con. Ủng hộ tinh thần cho mẹ nè. Chứ sẵn ông bà cô bác xem mày thương tụi con nữa. Bé gái xích là mẹ nè con gái. Trời, hầm nóng cỡ vậy mà chỉ cũng chùm mền nữa của chú anh chị ơi. Bệnh này đang sốt quá. Thấy anh ngồi nè. Đấy, cô bác anh chị. Tội dễ sợ. Cô bác ở sớm cũng đang tới rất là đông. Khi mà nghe Huy Vĩ Phong tới đây với anh Minh với chị Thiết ghé đây quý vị. Bà con đến đây rất là đông. Trời, đã bao lâu rồi chị nằm ở nhà mà không đi bệnh viện? Cũng lâu vậy. Lâu hả? Dạ. Là chị nghĩ là như thế nào mà mình ở nhà? Nghĩ chắc nó nhẹ nhẹ chứ nó không có sao. Cũng nhẹ ha. Dạ. Chị có đi được một bước nào không là? Dạ được. Vẫn đi được đúng không? Dạ, con đi vòng vòng nhà được. Có đi vòng vòng nhà được. Dạ. Đi ít thôi chứ đi nhiều quá cái bụng nó đau á. Bụng nó đau. Dạ. Là mấy bữa nay nó giảm nhiều không hay là nó vẫn đau nó giống như vậy? Còn đau mà nó giảm, giảm cũng như ít thôi. Vậy cũng giảm nhưng mà từ từ thôi ha. Dạ. Rồi hai đứa là nói gì với mẹ đi con. Cho mẹ an lòng nè. Con gái mạnh dạn lên con. Mẹ cố lắm. Tụi con luôn bên cạnh mẹ. Mít là con nhắn giùm Phong ha. Mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ đừng có bỏ mấy anh em con. Chị nhìn qua bé kìa. Nói gì mấy đứa nhỏ cho nó yên tâm đi chị. Mày khỏe, mẹ đâu có sao đâu con. Chị Giang uống thuốc luôn nha. Nha. Uống thuốc ở đó, sống với chồng với con. Nha. Cho tụi nhỏ có điểm tựa. Với mốt còn đi làm rồi tụi nhỏ đi học nữa. Nha. Thấy gia đình mà thấy thương quá. Giờ gần như là trong gia đình không còn một cái nguồn thu nhập nào để mà lo cuộc sống hết trơn. Dạ. Dạ con chào ông nha. Bữa nay tụi con đi xuống đây cũng có cơ duyên tới gia đình á, thì không biết ông là quan hệ sao với gia đình của anh chị ở đây không? Dạ sớm. Dạ, ông thấy hoàn cảnh ở đây như thế nào không? Thấy hoàn cảnh vợ chồng nó khổ quá. Nhà mình cũng giúp đỡ nha, cho nó có tiền thuốc men rồi nó uống. Dạ. Thấy trong nhà bây giờ nhà cửa thì cũng không được chỗ mà che nắng che mưa mà kín đáo, và bên cạnh đó là cũng bệnh tật nữa. Dạ. Thì chú ở đây cũng thay mặt giống như là những người ở khu xóm. Khu xóm. Nhà này cũng đang nhìn đó giúp đỡ lại nhà mới làm lại đây cho đó nhà lá. Dạ, là cũng có bà con hỗ trợ lợp lại anh em. Dạ. Thì đó chống. Dạ, dạ. Thì trong cái phút giây mà gia đình đang bị bệnh chỉ nằm chỗ vậy đó thì ông có cảm nhận như thế nào không? Thấy hoàn cảnh khổ mà ở đây thấy cô bác ai có gì giúp đỡ lấy, để ai nghèo không có thì không giúp đỡ gì được. Dạ, dạ. Thì thuốc men đồ gì đó. Ông cũng là gần sớm thôi nhưng mà ông có tấm lòng tuyệt vời quá. Bên cạnh đó Phong. Không biết bà ở đây là như thế nào với gia đình á, nhưng mà Huy thấy bà lúc nào cũng rưng rưng nước mắt đó Phong.
Dạ, chào bà nhé. Dạ, chào bà. Ủa, hoàn cảnh đây là như thế nào với bà vậy bà? Em chồng. À. Sao bà khóc? Thấy tuổi thân, nó không thấy đường mà giờ vợ bệnh vậy, thấy cũng tuổi. Rồi bữa nay tụi con xuống rồi cũng nói chung là chỉ ủng hộ tinh thần với mà động viên thôi. Chứ cũng mong cô bác Mạnh Thường Quân với khán giả cũng quan tâm và ủng hộ gia đình của anh chị đây ha bà ha. Dạ. Bà mong muốn điều gì không? Mong muốn cũng như em Út nó khổ quá. Mấy chú Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ cho nó coi nó lo vợ nó coi nó cô à khỏi không? Dạ dạ. Dạ. Chứ thấy tệ quá. Dạ dạ, các bạn không hiểu ha. Dạ. Để cho cái tâm lý người bệnh cho nó ổn định thôi ha. Dạ. Hả bà ha. Con thì nhỏ nhỏ, cha thì không thấy đường, còn mẹ thì bệnh nó cứ bần bình. Trời cho hay gì không biết được. Dạ dạ. Chị cũng hết sức mà không thấy dược giảm nữa. Dạ. Rồi bác sĩ cho về. Bác sĩ cũng cho về. Dạ. Bà có biết là cho về là do không có tiền hay là bệnh cho trả về? Bệnh cũng trả về uống thuốc. Dạ thôi thôi mình trò chuyện gia đình mình cho quà ha Minh ha. Dạ, dạ, thôi, bà giữ gìn sức khỏe hả bà? Dạ dạ. Dạ. Anh Minh gửi ít lời tới gia đình anh Minh đây. Cho con xin phép chỗ chút xíu nha anh nha. Cảm ơn anh. Dạ, anh xin phép chị. Thôi hôm nay đến đây chúc kết rồi, xin chúc cho chị mau hết bệnh nha, tặng sống lâu nuôi mấy cháu ha với anh ha. Hôm nay em đến đây có chú Đen cô Lý ở Hóc Môn á, có gửi tặng cho chị 1 triệu để mua thuốc mua sữa đồ uống nha. Với còn em cũng tặng cho chị 1 triệu ha để mua sữa mua thuốc đồ mau khỏe chị ơi, tặng lo cho mấy con thấy nó khóc nó tội nghiệp quá, gán lên nha anh. Cảm ơn dạ. Anh với cô dạ. Cô Lý. Dạ. Thôi Phong Nguyễn chào cô chú anh chị nha. Bữa nay thì Phong đi xuống cũng có một cái người chị, mời chị vô đang ngồi ha. Cũng là khu sớm mà để giới thiệu hoàn cảnh đây á. Nói chung là anh Sơn á thì mắt không thấy đường, thì khả năng mà tiếp cận với cô bác Mạnh Thường Quân á không có, thì bên cạnh nó là muốn mới nhờ tới chị đây á. Mới liên hệ kênh Phong Nguyễn và tất cả những người anh em ở đây. Thì thấy đi xuống thì cô bác anh chị cũng thấy là bà con đây tập trung ai cũng rất là thương. Nhưng mà mỗi người có sức giới hạn hết, đâu ai giúp được nhiều đâu. Nhưng mà chị bệnh ở đây khoảng thời gian nó cũng mấy tháng trời rồi. Thì thấy là thương quá trời, nói chung là không có từ nào mà diễn tả hết. Khó khăn mà chồng chất khó khăn. Anh ở đây thì ai cũng mắc mà bây giờ từ lúc mà nhỏ may mắn là có một người phụ nữ thương yêu anh. Thì mới có những cái đứa con ngày hôm nay. Mà giờ chị bây giờ bệnh rồi, là người thu nhập chính gia đình á. Mà giờ nằm một chỗ đây, căn bệnh cũng có khả năng mà cứu chữa được của ba anh chị. Thì tinh thần chị hôm nay là cũng, nói chung là cũng nhờ gia đình, nhờ chồng, nhờ con cũng ổn định. Thì Phong Nguyễn cũng muốn chích một cái phần nào đó để tiếp thêm cái tinh thần cho chị ở đây, để có sức khỏe, để tiếp tục ở với chồng, với con để tương lai những ngày tháng kế tiếp nữa. Để em xin phép Mạnh Thường Quân để trao tiền cho chị ít tiền ha. Cố gắng lên nha chị. Đây là chú Thanh Cường ở Mỹ là gửi tặng 1 triệu cho anh ha. Với cô Tâm Độ ở Mỹ là gửi tặng cho anh luôn 5 triệu đi. Tại thấy hoàn cảnh anh khó khăn á. Cô nói hoàn cảnh nào mà đặc biệt ngặt nghèo á. Thì giúp một nhiều một tí để họ vượt qua khó khăn. Thì em xin phép là cô Tâm Độ giúp cho anh 5 triệu. 1 2 3 4 5 triệu. Thì với chú Thanh Cường ở Mỹ nữa 1 triệu là gửi tặng cho anh ha, với gia đình. Thì trước mắt thì em sẽ hỗ trợ từ phía Mạnh Thường Quân kênh Phong Nguyễn em á. Thì anh số tiền bao nhiêu đó đi ha. Cảm ơn cô Tâm Độ với chú Thanh Cường. Cảm ơn anh Phong Nguyễn, cảm ơn tấm lòng vàng của bà con đã dành cho gia đình tôi, có số tiền lo cho vợ tôi được khỏi bệnh, yeah. Sống với con. Anh cố gắng lên, em thấy cái nghị lực của anh là một cái người mà không có nhìn thấy xung quanh, yeah. Nhưng mà lúc nào thì cũng suy nghĩ gia đình mình là một cái điều đó gì đó nó toàn diện nhất.
hình ảnh của vợ con mình là đẹp đẽ nhất. Dạ, từ ngày vợ tôi nó đổ bệnh rồi thì thật tình là cũng gắng cố gắng nhưng mà để mạnh mẽ lên để cho vợ mình yên tâm, để cho cơn bệnh nó lướt qua được cơn bệnh, để cho con nó yên tâm mà nó không có mệt, cảm thấy là hụt hẫng khi mẹ đau, dạ, đau bệnh vậy đó. Rồi, để mà lo cho mẹ, cho con. Con cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình nhà con. Con cảm ơn ba chú đã giúp đỡ gia đình con. Ôi, thương quá. Rồi, bé trai cảm ơn mạnh thường quân con. Cảm ơn con. Cảm ơn mạnh thường quân. Để đưa mít cho mẹ con ha. À, để cho mẹ con nữa kìa. Cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho chị. Chú dạ. Tiền chị bệnh cho hết bệnh, chị lo mấy đứa con chị. Dạ, dạ thôi chị cố gắng nha, không sao hết. Dạ. Dạ, em tin chắc rằng khi mà clip của Phong Nguyễn cùng We Food và anh Thế 83 ở Sóc Trăng ở đây á, thì đăng tải lên có sự mà góp sức từ phía mạnh thường quân để cho gia đình chị có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, đặc biệt là sức khỏe. Dạ. Thì thôi Phong cảm ơn tất cả những ông bà cô bác mạnh thường quân rất nhiều, chúc chị luôn bình an nha. À, gia đình luôn mạnh khỏe nha. Rồi chào chú anh chị luôn nha. Hẹn bà cô bác đoạn video tiếp theo nha.